Chào các bạn, hiện tại là khoảng 11 giờ rưỡi sáng ngày 12 tháng 10 2023. Đây là góc đường Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh, quận Nhất. Phía trước mặt các bạn là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng đổi tiền Hà Tâm ha. Mình mới vừa đổi tiền các bạn. Sáng hôm nay tỷ giá là 2456. 2456 các bạn. Hơi tiếc chút xíu nha. Đây các bạn xem. Hôm qua mình đổi tiền ngay tại khu vực quận 8 thì là 24600. Coi như hôm nay là bị mất được 40 đồng các bạn. Cho tờ 100 đô cáo cạnh các bạn nha. Nhưng mà rõ ràng là tỷ giá đã đi lên rồi. Mình nhớ là trước khi mình đi Thái Lan, đi Trung Quốc á, cách đây khoảng độ hơn 2 tháng thì lúc đó mới là 23.600 gì đó. Bây giờ là 24.560 hoặc 24.600, các bạn thấy không? Tăng rất nhiều nha. Mình nhớ là vậy. Như vậy chính xác là hôm nay là tụng đổi 1.000 đô thì được 24.560.000 đồng các bạn. Cập nhật tình hình tỷ giá đô la Mỹ. Và đây là khu vực chợ cửa Tây. Xin lỗi, cửa Tây chợ Bến Thành các bạn. Hôm qua đổi 246, bữa nay 24560. Mức bà đã bao nhiêu tiền rồi? Mức 40.000 đồng, có nghĩa là mức hơn 2 đô Mỹ các bạn. Chỉ cách nhau khoảng độ mấy tiếng đồng hồ thôi. Rồi là hôm qua mình mới vừa về thì mình hết tiền các bạn, đổi khoảng độ 200 đô để xài thôi. Không ảnh hưởng nhiều nhưng biết hiện tại nó làm sao nữa. Tức ghê. Cứ đinh linh là ra đây thì sẽ ờ. Để trễ ngày là lỗ. Để ngày nó khác hoàn toàn hết rồi. Dạ. Đây mình mới vừa nói chuyện với một người bạn Hàn Quốc. Hồi nãy bạn đứng từ Hà Tâm xong bạn chuyển qua Mai Vân các bạn nha. Bạn hỏi mình bên kia tỷ giá nhiều là 24560. Nhưng mà Mai Vân hôm nay số 1A Nguyễn An Ninh đổi 24570 các bạn nha. 24570 cao hơn 10 đồng. Cũng vậy, cũng có 10 đồng. Đâu có bằng hôm qua. Nhưng mà đổi số lượng lớn là nhiều. Đâu bằng hôm qua đâu. Nhưng mà dù sao vẫn cao hơn Hà Tâm, bất ngờ. Tay nhường như các bạn ha.